những người chống chính phủ ở Thái Lan tuần hành trong thủ đô, tên từ Bangkok. Những người biểu tình chống chính phủ đã tiếp tục tuần hành đến nhiều khu vực khác nhau ở Bangkok sau khi cảnh sát đã bắn hơi cay và vòi rồng vào đám đông biểu tình. Một trong những lãnh đạo biểu tình, một nhà sư tên Isara, cho biết cảnh sát đã xịt nước và bắn hơi cay liên tục khi đám đông biểu tình tiến gần đến một cơ sở của cảnh sát, nơi mà chính phủ đang sử dụng như một trung tâm chỉ huy. Trung tâm y tế Erawan cho biết 4 người biểu tình đã được đưa tới bệnh viện sau khi hít phải hơi cay. Những người biểu tình bày tỏ quyết tâm lật đổ chính phủ lâm thời sau khi Tòa án Hiến pháp đã buộc Thủ tướng Dinglok Sinawatra phải từ chức và một cơ quan chống tham nhũng đang truy tố bà tội sơ suất. Đảng Pua Thái của bà Dinglok vẫn đang điều hành chính phủ lâm thời và đang thúc đẩy việc tổ chức một cuộc bầu cử vào ngày 20 tháng 7 mà đảng này có nhiều khả năng sẽ chiến thắng. Nhưng những người biểu tình muốn chính phủ ra đi và cuộc bầu cử được hoãn lại cho đến khi có những cải cách chính trị nhằm chấm dứt ảnh hưởng của gia đình Sinawatra.